Sáng ngày 14 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Dân Phước chủ trì hội nghị tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Báo cáo tại hội nghị, Giám đốc Sở Y tế An Giang Trần Quang Hiện cho biết, hiện nay tình hình dịch bệnh xấu sức huyết tay chân miệng đang tăng và diễn biến phức tạp. Tại An Giang, tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2022, số ca mắc số sức huyết toàn tỉnh là 4.457 ca, tăng 387%. 4457 trên 916 ca so với cùng kỳ năm 2021, tăng 251%, 4.457 trên 1.267 ca so với số ca mắc trung bình 5 năm giai đoạn 2016-2020. Theo đó, 10 trên 11 quyện thị xã thành phố trừ quyện Tri Tôn có số ca mắc tăng dược trên 100% so cùng kỳ, trong đó 6 trên 11 địa phương tăng trên 500% so với cùng kỳ, như Châu Phú tăng 997% với 735 trên 67 ca, Phú Tân 792% với 535 trên 60 ca, Tân Châu 1031% với 396 trên 35 ca, An Phú 967% với 448 trên 42 ca, Tịnh Biên 780% với 387 trên 44 ca, Thoại Sơn 770% với 383 trên 44 ca. Đến thời điểm hiện tại, An Giang chưa ghi nhận ca tử vong. Đối với bệnh tay chân miệng, tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2022, An Giang có 424 ca, giảm 72% so với cùng kỳ năm 2021 với 1.503 ca. Hiện toàn tỉnh có 10 trên 11 quyện thị xã thành phố, trừ quyện tỉnh Biên, ghi nhận ca mắc. Đến thời điểm hiện tại, An Giang chưa ghi nhận ca tử vong. Tuy nhiên bệnh tay chân miệng đang có chiều hướng tăng vào những tuần gần đây. Về tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, qua 6 tháng đầu năm 2022, số ca mắc COVID-19 giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2021. Liên tiếp những ngày gần đây, số ca mắc ghi nhận rất thấp, từ 0 đến 3 ca một ngày. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Dân Phước ghi nhận biểu dương những nỗ lực của ngành y tế và các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, hạn chế thấp nhất trường hợp mắc và tử vong, không để dịch bùng phát lan rộng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Dân Phước yêu cầu lãnh đạo các sở ngành và địa phương khẩn trương kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, tổ chức các chiến dịch tuyên truyền vệ sinh cá nhân, vệ sinh nơi sinh hoạt, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh ăn uống, qua đó nâng cao ý thức của hệ thống chính trị, người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế sớm có hướng dẫn cụ thể, tổ chức tập quấn về phòng chống dịch bệnh, xây dựng phát đồ điều trị, chủ động dự báo, đảm bảo nguồn vật tư y tế, thuốc men, phục vụ điều trị đồng thời phối hợp các sở ngành địa phương đồng loạt ra quân phát động chiến dịch vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy trên địa bàn nguy cơ cao đặc biệt tại các công trường xây dựng nhà trọ nhà trẻ mầm non cùng với đó triển khai quyết liệt công tác kiểm soát dịch bệnh tăng cường giám sát xét nghiệm phát hiện sớm xử lý triệt để các ổ dịch không để lan rộng tập trung triển khai công tác tiêm chủng tổ chức tốt việc phân tuyến cấp cứu điều trị bệnh nhân tránh lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế thấp nhất ca tử vong. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp Sở Y tế tổ chức tuyên truyền sâu rộng tại các trường học, đặc biệt tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo về các biện pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh trong trường học, thực hiện vệ sinh lớp học, cung cấp đủ nước uống, nước sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, kịp thời phát hiện trường hợp mắc bệnh tại các cơ sở giáo dục thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương để tổ chức khám, điều trị và xử lý ổ dịch. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, cần đẩy nhanh tiến độ bao phủ vaccine và tiếp tục tăng cường truyền thông, nâng cao ý thức phòng bệnh, tránh chủ quan lơ là, không để xảy ra tình trạng dịch chồng dịch.